Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi tối của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Hôm nay là thứ 6, ngày 10 tháng 3. Tôi là Hương Trà. Còn tôi là Vi Dung. Và trước tiên xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Công, đảo đầu lâu, công chiếu toàn thế giới với những cảnh hành động mãn nhãn, tràn ngập các phong cảnh hoành tráng quay tại Việt Nam, tuy nhiên lại bị chê vì nhân vật con người trong phim khá nhạt nhòa. Từ tối nay, người Hà Nội sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng Nhật Bản tại lễ hội Hoa Anh Đào. Tuy nhiên, liệu lễ hội này có đáng để chiêm ngưỡng hay chỉ gây thất vọng như lễ hội Hoa Hồng Bulgari vừa rồi? Hàng loạt vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người chết liên tiếp xảy ra thời gian gần đây. Điều đáng nói là loại rượu độc như thuốc độc với hàm lượng methanol cao gấp hàng nghìn lần cho phép này xuất hiện từ vùng núi Lai Châu cho tới nội thành Hà Nội. Vậy loại rượu độc này từ đâu ra? Bắt chước phim hoạt hình bé 5 tuổi cầm ô nhảy từ tầng 11 xuống đất. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 3, các phường xã tại Hà Nội đã đồng loạt ra quân một cách rầm rộ, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Bên cạnh việc huy động một lực lượng lớn trang thiết bị để tháo dỡ các công trình vi phạm, thì các lực lượng đi đòi lại vỉa hè cũng cho thấy sự quyết liệt khi xử lý luôn cả các công trình của cơ quan nhà nước lấn chiếm vỉa hè. Trong sáng nay, biển báo hiệu của một ủy ban nhân dân phường cũng đã bị tháo dỡ vì chắn đường của người đi bộ. Trong sáng ngày hôm nay, tại khu vực cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng đã tháo dỡ toàn bộ các biển báo, băng rôn, quảng cáo nằm trong phạm vi vỉa hè. Bằng chỉ dẫn vào trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường cầu Dền do nằm chắn giữa vỉa hè cũng đã bị tháo rời trong sự đồng thuận của nhiều người dân. Đặc biệt trong lần ra quân lần này, quận Hai Bà Trưng cùng nhiều quận khác như Đống Đa, Hà Đông tỏ ra rất quyết liệt khi đem cả khoan đục, cần cầu, máy xúc xuống đường để dẹp vi phạm vỉa hè. Dù gây tiếng ồn và khá bất tiện cho sinh hoạt cũng như kinh doanh của người dân, song việc xử lý quyết liệt này nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhiều người còn chủ động khoan phá bỏ phần vỉa hè lấn chiếm của nhà mình. Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng loạt các đô thị khác trên cả nước như là Hải Phòng, Đà Nẵng hay là Cần Thơ cũng đồng loạt ra quân dọn dẹp vỉa hè, xử lý các hành vi lấn chiếm. Tuy nhiên thì những phản ứng gay gắt và thậm chí là chống đối của nhiều người dân cho thấy đây là một việc không hề dễ dàng và chắc chắn là sẽ phải mất nhiều thời gian cũng như là công sức. Bên cạnh thói quen chiếm dụng, sử dụng vỉa hè tùy tiện suốt hàng chục năm qua của người dân thì cũng không thể không nhắc đến thực tế, đó là nhiều biện pháp đòi vỉa hè của cơ quan quản lý hiện nay đang hơi cứng nhắc, ngẫu hứng và thậm chí là không hề khoa học hay là đúng luật. Vâng, đơn cử như là việc lắp rào chắn ngăn người đi xe máy lên vỉa hè mà một số nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trong thời gian qua đã cho thấy nó không hợp lý, hiệu quả, không giúp cho người đi bộ dễ dàng hơn mà còn gây khó khăn hơn. Trong khi đó, tại Thái Lan, vì quá bức xúc với nạn đi xe máy trên vỉa hè, một trường trung học ở Bangkok đã dựng một hệ thống rào chắn ngay trước trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh của mình. Và giải pháp này đã nhận được nhiều sự khen ngợi. Và những người lắp rào chắn ở Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể mang sách vở sang ngôi trường này để học cách lắp rào chắn sao cho vỉa hè không bị lấn chiếm mà vẫn thuận tiện cho người đi bộ. Sau khi được quận cho phép đầu tháng này, trường Trung học Quốc tế Bangkok ở quận Watthana đã dựng một hệ thống rào chắn trên vỉa hè trước trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh của mình khi đi lại trên vỉa hè. Hệ thống gồm một thanh chắn cao hơn gối nằm giữa vỉa hè và một thanh chắn hình vòng cung cho phép người đi bộ đi qua mà xe máy không đi được. Bên cạnh đó, người khuyết tật hay các loại xe đẩy, xe nôi vẫn có thể đi qua thanh chắn này mà không gặp phải khó khăn. Trên hàng rào có tay vịn để những người già hoặc người đi xe lăn có thể sử dụng dễ dàng. Nhân viên nhà trường cho biết trước khi tiến hành biện pháp này, nhà trường đã thử rất nhiều cách và đều không thể ngăn xe máy chạy lên vỉa hè. So với loại rào chắn thấp dưới vỉa hè hoặc rích rắc như mê cung mà Thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt thời gian qua, thì loại rào chắn này có vẻ khoa học và hợp lý hơn nhiều. Cùng với khán giả toàn cầu, từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 3 thì khán giả Việt Nam đã có thể ra rạp để xem bộ phim bom tấn công đảo đầu lâu. Theo đánh giá của các khán giả đã xem phim thì tác phẩm điện ảnh mới về khi đột công đã không làm công chúng thất vọng với những thước phim giải trí đỉnh cao, những pha hành động và kỹ xảo hoành tráng. Tuy nhiên thì nó cũng gặp phải một số vấn đề về nội dung giống như là nhiều bộ phim bom tấn về hành động hay là siêu anh hùng khác của Hollywood trong thời gian gần đây.
Trong phim, người xem bắt gặp ngay những kỹ xảo điện ảnh với những cú máy khiến cho người xem cảm thấy thực sự thích thú, như được hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ. Cùng với đó là những pha đánh nhau của Kong phô diễn sức mạnh trước loài người bé nhỏ. Hình ảnh King Kong hiện lên chân thực, sống động qua từng cử chỉ nét mặt. Kong được xây dựng hình tượng cao tới 30m, những pha tóm bắt trực thăng, đánh nhau với khủng long chúa hay là màn rượt đuổi đều rất mượt mà, khiến cho người xem như được chứng kiến những cảnh tượng này ngoài đời thực. Thậm chí có những cảnh quay còn khiến cho người xem cảm thấy choáng ngợp trong hình ảnh và âm thanh sống động. Công nghệ đã khiến cho bộ phim trở nên mỹ mãn về mặt công nghệ. Tuy nhiên thì hạn chế của phim là nội dung không có chiều sâu, mang lại xúc cảm như phần phim King Kong vào năm 2005. Bên cạnh đó, các ngôi sao hàng đầu Hollywood dù đầy tài năng nhưng mà không có nhiều đất diễn nên là khá mờ nhạt, chỉ có thể làm nền cho các quái thú. Vâng, mặc dù vẫn còn một số điểm chưa được như kỳ vọng, song không thể phủ nhận Kong Đào Đầu Lâu là một trong những bộ phim chiếu rạp được khán giả Việt Nam quan tâm và chờ đón nhất từ trước đến nay. Bên cạnh sự chờ đợi vào những cảnh quay hoành tráng, kỹ xảo ấn tượng, nội dung gay cấn hấp dẫn, thì khán giả Việt Nam còn tò mò muốn biết là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, núi non ao hồ ở Ninh Bình và những hang động hay là khu rừng ở Quảng Bình khi xuất hiện trong các bộ phim Hollywood thì sẽ trông như thế nào. Và sau khi phim công chiếu, có vẻ như khán giả nước ta đã không phải thất vọng khi phần lớn bối cảnh Đảo Đầu Lâu, quê hương của Kong là những hình ảnh được quay tại Việt Nam. That's Kong. He's God on the island. Sau trường đoạn mở màn giới thiệu nhân vật và bối cảnh, từ khoảng phút thứ 20, khung cảnh non nước của Việt Nam dần hiện ra trên màn ảnh. Phong cảnh Hạ Long hiện lên như một bức tranh siêu thực, khiến chính nhân vật trong phim phải thốt lên ngỡ ngàng. I don't think most of the world even knows. Trong những cảnh quay sau, Quảng Bình hiện lên đầy hoang sơ, thanh bình với hình ảnh những cánh rừng bạt ngàn được bao bọc bởi những vách núi đá dựng đứng trùng điệp. Hồ Yên Phú cũng lên phim trong cảnh trông nước trồi lên từ mặt nước. Cảnh Samuel Jackson giương súng bắn lũ chim cò bay lên từ ngọn cây. Thùng lũng Trà Nòi là bối cảnh diễn ra cảnh Kong đấu với quái vật trên cạn. Trong khi đó, hang chuột là đại bản doanh của Kong. Những trường đoạn Kong chiến đấu với quái vật trong khung cảnh núi non ở Ninh Bình cũng gây ấn tượng khi sắc xanh của núi non tương phản với màu đen của khỉ Kong. Riêng đầm Vân Long được thấy trong cảnh cuối khi Kong chiến đấu với thằn lằn xương sọ, vừa tạo cảm giác hùng vĩ, vừa nên thơ tuyệt mỹ. So với những bối cảnh xen kẽ khác quay ở Queensland, Australia và Hawaii, thì nhiều người đánh giá bối cảnh Việt Nam hoàn toàn lấn át về vẻ đẹp và ước tính phải chiếm tới 70-80% thời lượng về Đảo Đầu Lâu. Chính điều đó khiến nhiều người nhận xét khi Kong và cảnh sát Việt Nam là hai nhân vật chính của bộ phim, chứ không phải các diễn viên nổi tiếng. Nhằm quảng bá cho bộ phim Hollywood đầu tiên được quay ở Việt Nam, vào tối qua ngày 9 tháng 3 thì các sự kiện ra mắt phim Kong Đào Đầu Lâu đã được tổ chức đồng thời ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi mà sân khấu hoành tráng được đầu tư tới hơn 1 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy và bị thiêu rụi ngay khi mà sự kiện chỉ vừa mới bắt đầu. Vâng, và nguyên nhân xảy ra đám cháy bước đầu được xác định là vì trong sự kiện có dàn dựng phần múa lửa và vũ công đã vô tình làm bén lửa sang phần sân khấu. Tuy nhiên thì trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng đây chưa chắc đã là một sự cố mà có thể chỉ là một sự dàn dựng của ban tổ chức nhằm PR quảng bá khiến cho bộ phim được chú ý nhiều hơn. Vụ cháy xảy ra ngay sau phần múa lửa của các vũ công. Ban đầu nhiều người vẫn nghĩ đây là một phần trong sự kiện. Tuy nhiên khi lửa lan nhanh thì các quan khách, ngôi sao cho đến khán giả đều vội vã tháo chạy xa khỏi sân khấu. Do được tạo thành từ những vật liệu dễ cháy nên chỉ sau ít phút, mô hình khỉ Kong cao đến 5 mét đã bị cháy trơ khung kim loại. Nhiều thiết bị âm thanh, ánh sáng cũng bị thiêu rụi. Sau sự cố, buổi chiếu phim cho các khách mời vẫn diễn ra như bình thường tại trung tâm thương mại ngay cạnh vụ cháy. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ đây là chiêu PR của ban tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của công chúng, truyền thông, nhất là truyền thông quốc tế. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao biết sân khấu toàn vật liệu dễ cháy mà lại tổ chức múa lửa? Tại sao xe chữa cháy lại trực sẵn ở gần đó và đến dập lửa nhanh như vậy?
Vâng, ngày hôm nay thì các phóng viên của Trà Buổi Tối đã liên hệ với người đại diện của đơn vị phát hành CGV để tìm hiểu về những băn khoăn này của dư luận. Tuy nhiên thì người này cho biết là chỉ trả lời những gì liên quan đến nội dung của bộ phim mà thôi. Còn những gì liên quan đến sự kiện ra mắt vào tối ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tạm thời là không thể tiết lộ thông tin gì. Người này cũng từ chối cung cấp thông tin về người thực hiện mô hình khỉ công. Liệu mô hình có đến 1 tỷ đồng như là giới thiệu trước đó hay không? Vâng, cá nhân tôi thì nghĩ rằng là người ta hoàn toàn có thể bỏ ra nhiều tỷ đồng để quảng bá PR cho bộ phim này. Song chắc không ai dám nghĩ ra chiêu PR liều lĩnh đem an toàn tính mạng của cả các quan chức, các ngôi sao nổi tiếng ra đùa giỡn như vậy. Hơn nữa, nếu định để lấy tiếng với truyền thông thế giới thì cũng là nước đi sai lầm, bởi nó chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp, thiếu chuyên nghiệp, thiếu an toàn trong khâu tổ chức sự kiện của nước ta. Và điều này có thể sẽ khiến cho các nhà sản xuất phim Hollywood đưa ra những điều khoản khó khăn hơn khi tổ chức sự kiện ra mắt phim hoặc là mời ngôi sao đến với Việt Nam. Theo dự kiến vào 20 giờ tối ngày hôm nay thì lễ hội hoa anh đào Nhật Bản sẽ chính thức được khai mạc tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhắc đến lễ hội hoa thì chắc là sẽ khiến cho nhiều người ngao ngán nhớ lại về lễ hội hoa anh đào tổ chức vào tháng 4 năm 2016 tại Hoàng Thành Thăng Long, hay là gần đây nhất đó là lễ hội hoa hồng Bulgari ở Công viên Thống Nhất. Tất cả đều không như là lời quảng cáo hay là sự kỳ vọng của người dân, khi mà luôn có cành hoa giả xen vào hoa thật hay là hoa héo rũ lại thưa thớt. Do đó mà nhiều người khá là ngần ngại do dự là có nên tham dự vào lễ hội này hay không. Hoa anh đào lần này là hoa thật hay là hoa giả? Là thật thì có đẹp hay không? Và để giải tỏa cho những băn khoăn này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay trong sáng ngày hôm nay của các phóng viên Chào Buổi Tối. Đã có gần 100 con người được huy động đến vườn hoa Lý Thái Tổ để chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ tối nay. Và hoa anh đào trắng, hoa anh đào hồng, tất cả như lời cam kết của ban tổ chức, tất cả đều là hoa thật. Rất nhiều người dân dù đã quay xung quanh lễ hội này, thế nhưng mà họ vẫn cố gắng để có thể ghi được những hình ảnh đẹp nhất của hoa anh đào. Và dường như là không khí cũng như thời tiết của Hà Nội hiện nay đang rất ủng hộ cho lễ hội này. Sáng nay, thời tiết tạnh ráo, trời hứng nắng đôi chút. Dù vậy, không khí vẫn se lạnh, khiến ban tổ chức phải lắp đặt thêm đèn đỏ nhằm kích thích hoa nở. Số cây dự kiến ban đầu là 150, song đã không được mang tới đầy đủ bởi thời tiết những ngày qua đã khiến cây không thể ra hoa đúng dịp. Thay vào đó là 12.000 cành đào được cắm trong những chậu lọ lớn. Các cành đào có chiều dài từ 1,2 đến 1,6 mét, gồm 3 loại chính là anh đào hồng, trắng và đỏ. Tất cả đều trong tình trạng nhiều nụ hoặc đã nở tươi thắm. Cũng có rất là nhiều cái cuộc triển lãm hoa anh đào ở Hà Nội trước đây, nhưng mà đa số là ít hơn lần này, tôi có cảm giác là như thế. Tôi chưa vào trực tiếp nhưng mà đúng là thấy lần này là cái quy mô, cái sự hoành tráng và cả kể cả là về sắc hoa rồi cái sự phong phú của các sắc hoa rất là nhiều. Nếu mà đợi đến tối hoặc là đến ngày mai thì sẽ rất đông, và lúc đấy thì hoa có thể bị ảnh hưởng bởi vì chen lấn xô đẩy rồi ạ. Hoặc là nhiều người sờ vào thì nó cũng không còn được như ban đầu nữa ạ. Cho nên bây giờ tuy là ngắm từ xa một tí nhưng mà có lẽ đây là khoảng thời gian ngắm hoa đẹp nhất ạ. Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản sẽ khai mạc vào tối nay thứ 6 và kéo dài đến hết ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 3. Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, ngày 10 tháng 3, bệnh viện đã tiếp nhận 7 sinh viên người dân tộc đang theo học tại một trường đại học tại Hà Nội bị ngộ độc methanol có trong rượu. Được biết là 7 sinh viên này đã uống rượu suốt 12 tiếng đồng hồ nhân ngày 8 tháng 3. 7 sinh viên này bao gồm 5 nam, 2 nữ trong độ tuổi từ 21 đến 27. Theo lời kể, nhân ngày 8 tháng 3, nhóm bạn này đã mua khoảng 1,5 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác về phòng trọ tại Nhân Hòa, Trung Kính để liên hoan ăn uống lai dai từ trưa đến 12 giờ đêm ngày 8 tháng 3. Đến sáng 9 tháng 3, một số bạn xuất hiện triệu chứng đau đầu, mờ mắt và nôn ra máu nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108 và sau đó được chuyển đến trung tâm chống độc vào rạng sáng ngày 10 tháng 3. Hiện 7 trường hợp này đều đang trong tình trạng khá nặng, tất
cả đều có chỉ định lọc máu để thải trừ methanol, toàn chuyển hóa nặng. Trong đó có 3 bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Một cậu bé 6 tuổi ở Campuchia đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp khiến cho đầu cậu bé bị nứt đôi một cách kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ thì các bác sĩ vẫn chưa thể lý giải được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mẹ cậu bé Fritra Pop cho biết là không chỉ phình to bất thường mà phần đầu của cậu bé 6 tuổi này còn có dấu hiệu nứt đôi. Vào tháng 7 của thai kỳ, người ta đã phát hiện nhiều điều bất thường ở phần đầu của con trai cô. Tuy nhiên lúc đó cô không thể làm gì khác để cải thiện tình hình. Các bác sĩ cho biết hiện đầu của Fritra càng to hơn, vết nứt cũng theo đó rộng hơn hẳn. Tuy nhiên họ cũng không phát hiện ra cậu đã mắc phải căn bệnh gì. Hiện mỗi ngày thì cô Srey vẫn đều đặn đưa con đến đền Angkor Wat để cầu nguyện. Cô hy vọng là thần linh có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của cô và giúp con trai cô mau chóng vượt qua khó khăn này. Những bộ phim hoạt hình phiêu lưu vui nhộn luôn là bữa ăn tinh thần không thể thiếu đối với tuổi thơ của mỗi trẻ em. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng là nguồn cơn của nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do những đứa trẻ đã học theo những hành động mạo hiểm trên phim. Mới đây, một em bé 5 tuổi người Trung Quốc đã bị thương nặng sau khi cầm ô nhảy từ tầng 11 xuống đất vì bắt chước một nhân vật trong phim. Theo CCTV, vụ việc xảy ra ở khu tự trị Xinjiang, Trung Quốc. Được biết, bé gái 5 tuổi ở nhà một mình và bố mẹ em đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, đến 9 giờ tối, cha mẹ bé trở về nhà nhưng không tìm thấy con đâu. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, họ phát hiện ra cô bé đang nằm trên ban công tầng 4 của khu chung cư. Bên cạnh có một chiếc ô bị hỏng. Được biết, cô bé đã bắt chước hành động của chú gấu xui xẻo Beckham trong bộ phim hoạt hình cùng tên khi cầm ô nhảy từ trên tầng cao xuống đất. Các bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe của cô bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Con cái luôn mong cha mẹ có thể ở bên để chứng kiến những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của mình. Song với một nam sinh ở Bắc Carolina của Mỹ, việc tưởng như đơn giản là bố có thể chứng kiến lúc cậu tốt nghiệp cấp 3 cũng trở thành điều rất khó khăn khi mà ông bị mắc bệnh hiểm nghèo và sắp sửa qua đời. Sau khi biết về câu chuyện cảm động này thì nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho cậu sớm hơn vài tháng so với các bạn để biến ước mơ của cậu trở thành hiện thực. Được biết, cha của Brown mắc chứng xơ gan và 2 năm sau đó ông gặp phải tai nạn và bị liệt. Tuy nhiên, bro luôn xem bố là người hùng. Do đó, việc bố cậu có thể tham dự lễ tốt nghiệp của cậu có ý nghĩa vô cùng lớn. Hiệu trưởng trường cho biết các giáo viên đã nhanh chóng chuẩn bị buổi lễ tốt nghiệp sớm để bố của bro có thể chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của con trai. Sau chưa đầy một ngày chuẩn bị, buổi lễ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ với sự tham gia của hàng trăm người. Cameron bro đã vinh dự được sướng tên và hạnh phúc bước lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Gia đình cậu sinh viên cho biết buổi lễ là món quà ý nghĩa nhất với cha cậu. Chỉ hơn chục ngày sau lễ tốt nghiệp của con trai thì ông đã qua đời. Quý vị đã trở lại cùng với chúng tôi trong tiểu mục chuyện tối nay. Vâng, thưa quý vị, dư luận còn chưa hết bàng hoàng trước vụ ngộ độc rượu có methanol ở huyện Phong Thổ, Lai Châu khiến 8 người tử vong. Thì tuần vừa rồi, ngay tại thủ đô Hà Nội đã có thêm 7 người phải vào cấp cứu tại trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai cũng do rượu có methanol. Nó cho thấy một thực tế đó là rượu độc không chỉ xuất hiện ở những nơi vùng sâu vùng xa mà nó có mặt ở khắp mọi nơi, len lỏi vào khắp các ngõ ngách hàng quán tại các thành phố lớn và sẵn sàng tước đi sinh mạng của những đệ tử lưu linh uống phải chúng. Sự nguy hại của loại rượu có hàm lượng methanol quá mức cho phép là điều đã được nói đến rất nhiều. Nhưng mà tuần qua khi mà những chén rượu có hàm lượng methanol vượt quá tới 900 và thậm chí là 2.000 lần cho phép được phát hiện ở nhiều hàng quán tại Hà Nội, khiến cho nhiều người phải giật mình và tự hỏi là liệu có nên gọi đó là rượu hay là thuốc độc. Làm thế nào mà những người sản xuất rượu lại có thể nhẫn tâm để pha chế ra loại rượu có hàm lượng methanol cao khủng khiếp đến như vậy? Họ vô tình hay là cố ý? Liệu có cách nào để chúng ta nhận biết loại rượu độc đến chết người như vậy hay không? Và để trả lời cho những câu hỏi này thì chúng tôi đã mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duệ, ông nguyên là Giám đốc của Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai. Trước tiên rất cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian đến với trường quay chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư, chúng tôi đều biết là ở trong rượu thì sẽ có cái hàm lượng methanol, tuy nhiên rượu nào cũng có, tuy nhiên là cái hàm lượng như thế nào là ở cái ngưỡng an toàn và ở cái mức cho phép ạ? Cái đấy thì nó có trong cái tiêu chuẩn của thực phẩm ở Việt Nam, nó rất thấp, tôi nhớ không chính xác lắm, hình như nó 0,5%.
7% gì đó. Vâng. Thế thì... cái hàm lượng nó vô cùng nhỏ. Vâng. Và nó bởi vì là chúng ta biết là không có gì tuyệt đối. Các cái rượu công nghiệp, rượu đóng chai của các nhà máy lớn hay là rượu ngoại cũng như rượu nội thế của nhà máy rượu bia Hà Nội chẳng hạn, thì trong quá trình sản xuất người ta sẽ có một cái quy trình công đoạn để làm tinh khiết rượu. Người ta sẽ khử độc và khử và hầu như là những tất cả những cái chất mà nó tạp chất vào người ta sẽ loại bỏ. Tuy nhiên thì nó không bao giờ có không đạt được 100%, vì chúng ta biết là sự tuyệt đối rất khó đạt được. Vâng. Thì các nước cũng thế, đều phải có một cái tiêu chuẩn là giới hạn tối đa các chất độc hại có trong các đồ ăn thức uống, trong đó có cả rượu, nó cũng là thực phẩm, thì nó thường là rất thấp và là rất an toàn cho sức khỏe. Vâng, nếu như mà cái hàm lượng methanol nó vượt ngưỡng cho phép thì nếu như vượt bao nhiêu phần trăm thì sẽ là nguy hại đến sức khỏe của con người ạ? Vượt bao nhiêu phần trăm thì bây giờ người ta cũng chưa có một cái mức xác định nhất định, nhưng mà người ta biết là nếu methanol mà chúng ta uống vào người 13 gram methanol là có thể hôn mê, và uống 20 gram methanol là có thể chết. Thì từ đấy chúng ta sẽ định ra nếu mà cái rượu methanol mà đậm đặc 100% thì mỗi 1 ml nó xấp xỉ 1 gram. Vâng. Thế nhưng mà người ta pha thì người ta có thể pha là 5, 10 hay là 20%, hay thậm chí là như chúng ta nói là ngày xưa có một hồi là cái rượu Hà Nội 29 đấy, là rượu ấy là tới 80% là methanol. Vâng, chúng tôi vừa rồi thì cũng có nhắc tới một vài những cái vụ ngộ độc gần đây nhất. Ở Lai Châu thì cái mức độ vượt là 5.000 lần, còn mới đây nhất ở Hà Nội thì cũng là vượt đến 2.000 lần. Vậy thì chúng ta có thể hiểu là cái mức vượt như thế này thì nó nguy hại như thế nào đến sức khỏe? Đấy chính là tôi đồng ý với lại bạn là đấy phải gọi là thuốc độc chứ không phải là rượu nữa. Vâng. Và có lẽ là người ta đã lấy cái cồn công nghiệp methanol, người ta pha rượu để bán cho khách hàng. Cái điều này rất là nguy hiểm. Và tôi cũng không hiểu tại sao thông tin đài báo đưa nhiều thế mà các bạn sinh viên mà lại cũng vẫn không biết được thông tin còn đi mua rượu uống, là một. Và cái thứ hai nữa, tại sao là có lẽ là tôi đề nghị là ở đây tôi cũng đề nghị là Cục Vệ sinh An toàn Phẩm và các cái ngành y học dự phòng, rồi cũng như là các cơ quan công quyền ấy, phải có một cái hành động gì đó, chẳng hạn như hiện tại là cấm bán các rượu không rõ nguồn gốc ở các quán và làm một đợt tổng kiểm tra xem. Thế rồi là tìm bằng được cái thủ phạm đó. Thủ phạm đó thì dù bằng mà làm mục đích gì mà làm ra cái rượu đấy thì cũng đã là giết người rồi. Vâng. Giết người dù là vô tình hay là cố ý thì đều tội và đều là tội hình sự cả. Vâng. Thế thì cái này chúng ta cũng mong mỏi rằng là các ngành chức năng là điều tra nhanh. Thế còn trước mắt thì tôi nghĩ là cái này tôi muốn nói ngay là vì là đúng là mình rất là nóng sốt ruột và rất là lo lắng cho thì có lẽ là nên là truyền thông tới tất cả mọi người là trong thời gian tới là không uống rượu các cái rượu thông thường ở quán nữa, sau khi chính quyền kiểm tra toàn bộ. Vâng. Và xác định là quán nào là có rượu độc thì phải đình chỉ họ. Vâng. Thế và quán nào không có rượu độc thì cũng phải công bố cho dân, cũng giống như những đợt trước chúng ta đã từng kiểm tra đình chỉ một thời gian sử dụng bún về phở đấy, để kiểm tra xong rồi công bố ra đấy. Yeah. Chứ không thì cái này là cái chết người, và cái nồng độ hàm lượng rượu độc cao như thế, cái đấy nó vốn không phải là rượu mà nó là cồn công nghiệp, không bao giờ được dùng để làm rượu uống cả, chỉ có cồn ethanol là pha thành rượu uống được thôi, vì con người chúng ta chỉ chuyển hóa được ethanol thành ra tạo ra năng lượng, và chứ còn chuyển hóa methanol ở trong cơ thể chúng ta sẽ tạo ra những chất độc hơn chính bản thân cái cồn methanol đấy. Vâng. Lý do thực sự thì chúng ta vẫn chắc chắn là vẫn chưa biết, nhưng mà nếu như mà cá nhân ông nhận định thì ông nghĩ rằng là những cái người sản xuất rượu của chúng ta họ đang tức là cố tình để tạo ra một cái loại chất độc như vậy, hay là chỉ là họ đang vô tình trong cái lúc mà họ pha chế thì họ có quá tay một cái hàm lượng nào đó hay không ạ? Bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra được. Vâng. Tôi nói là có những hành động cố tình mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ví dụ như là người ta đã từng đi mua móng trâu. Cái hành động ấy thì chúng ta là giải thích thế nào được? Người ta đi mua rễ cây hồi của Việt Nam. Thế còn cái bây giờ cái này là người ta lại đi bán những cái rượu từ cồn công nghiệp nồng độ cao như thế. Thì theo tôi là cái khả năng thứ nhất
là có thể là cái người ham lợi không mà không biết nó độc tính thì pha vào cho rượu nó đậm lên để mà lại vẫn rẻ, vì cái cồn công nghiệp nó rất rẻ thì để cho bán cho lấy lời, đấy là ham lợi mà vô tình hại người. Nhưng mà ham lợi mà như thế này, mà trong khi đài báo tuyên truyền mấy năm nay nhiều như thế này rồi, cũng có thể là có kẻ nào đó nó lại cố tình để gây lên cái chết thương tâm này, xong gây hoang mang xã hội hay không, thì cái chuyện đó thì chắc là phải của ngành an ninh. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, vậy trước khi nhấc chén thì có cách nào để cho người dân có thể phân biệt được đâu là rượu độc, tức là có hàm lượng phenethon vượt mức cho phép, và đâu là rượu đảm bảo không ạ? Bằng cảm quan chúng ta không thể nhận biết được. Bởi vì hai cái rượu đó nó thuộc cùng một nhóm có chức rượu và nó lại rất là gần nhau, công thức nó hóa học nó gần giống nhau, nó chỉ khác nhau có một nhóm CO2 nữa thôi, CH2 nữa thôi, còn nó đều có nhóm chức rượu và tính chất vật lý hóa học nó gần tương đương với nhau. Nó người ta về trong cái tính chất lý học người ta có viết là cái methanol nó có vị ngọt hơn ethanol, nhưng mà cái đấy thì nó ngọt hơn thì nó lại còn tùy từng người. Nếu là người thích ăn của ngọt thì cái đấy nó chả ngọt gì cả. Còn cái người mà không thích ăn của ngọt thì... Thế còn khi chúng ta để phân biệt cảm quan thì ta phải có hai loại, loại rượu ethanol đây và rượu methanol đây. Ta nếm cái này, ta nếm này, may ra ta mới nhận được sự chênh lệch ngọt của chúng. Còn đấy là người ta nói như thế. Thế thì về mặt cảm quan không thể nhận được. Hai thứ nó đều trong suốt, nó đều có mùi cồn. Và uống vào thì cái tác dụng ban đầu của cả hai thứ đó nó đều là cái chất người ta gọi là bản chất nó là cái chất ức chế thần kinh. Uống nhiều là gây mê, uống ít thì nó gây là ức chế các cái hoạt động lý trí và làm cho người ta mất kiểm soát lời nói, hành vi, ngôn ngữ. Cho nên là mới có những ông say rượu rồi nói lung tung, rồi nói cả những điều không đáng nói, rồi đánh chém nhau. Thế nhưng mà khi mà uống nhiều hơn thì nó trở thành là bị gây mê, thì là đấy là những ông mê tít thò lò. Có ông uống rượu ethanol cũng thế và methanol cũng thế, giai đoạn đầu là như thế. Còn giai đoạn sau khi nó chuyển hóa rồi thì nó mới gây ra những cái độc tính của methanol, như là nằm mở mắt, rồi như là nhiễm toan, dòng thở ra rất sâu suy hô hấp và dẫn đến tụt huyết áp, trị mạch và chết. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duệ, là chúng ta thấy thời gian vừa qua thì cũng có nhiều cái vụ ngộ độc ở Hà Nội. Tuy nhiên thì ở những cái hàng quán ấy, tuy nhiên thì người ta lại thấy là không phải là ngộ độc hàng loạt, tức là một loạt người bị ngộ độc, mà chỉ xảy ra một vài những cái trường hợp lác đác thôi. Vậy thì liệu rằng có phải là do từng cái loại rượu hay là do cơ địa của từng người thì sẽ xảy ra cái mức độ ngộ độc khác nhau hay không? Ví dụ như năm cái bạn này thì là hàng loạt rồi còn gì nữa. Vâng. 5-6 bạn là hàng loạt rồi. Ví dụ như vụ ở Lai Châu hàng loạt rồi. Thế nên câu hỏi của bạn có hai nghĩa. Một là tại sao nếu trong một đám cưới hay một bữa tiệc có nhiều người cùng uống lại có người không bị, có người bị nhẹ, có người bị nặng, thì cái đấy là do cái mức độ uống của họ rất khác nhau. Có những người thích rượu thì đến là cứ uống xong lại đi hết cả các, lại hiếu khách nữa, đi hết các mâm mời, trong mỗi mâm một chén thì người ấy chắc chắn nếu uống phải methanol là bị nặng. Rượu có methanol bị nặng. Còn những người như tôi chẳng hạn, bây giờ biết mình sức yếu rồi thì cũng đi chúc hết, nhưng mà tôi xin phép các bác là chúc thì phải uống, nhưng tôi sẽ nhấp rượu thôi. Còn tôi là có bệnh rồi chẳng hạn, mình chối khéo đi thì và mình không uống thì nó cái lượng nó không đáng, thì có lẽ vào thì về mình cũng chỉ đau đầu thôi. Thế nhưng nó không đến mức độ, bởi vì là giống như tất cả các chất độc khác thì nó có liều, nó tới liều thì sẽ gây bệnh, và nó tới liều nữa thì sẽ gây chết. Nó có liều chết, liều gây bệnh và cái liều thấp an toàn. Vì thế lại quay trở lại vấn đề tiêu chuẩn, người ta đã quy định liều an toàn rất là thấp. Vâng, tức là đã là rượu độc thì tất cả mọi người đều sẽ bị ngộ độc, chỉ có hàm lượng chúng ta đưa vào cơ thể nhiều ít, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duệ đã dành thời gian đến với chúng tôi ngày hôm nay với những lý giải vô cùng chính xác. Thưa quý vị, ngộ độc do rượu nhiễm methanol thì không phải là hiếm hoi mà nó tràn lan ở trên thế giới, đến độ mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải lên tiếng báo động. Sau hàng loạt những vụ ngộ độc rượu vừa qua, nếu như mà Việt Nam bị đưa vào danh sách báo động của WHO thì cũng không có gì là lạ. Để ngăn chặn rượu chứa methanol thì cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì mỗi người nên tự cứu lấy mình trước thay vì là chờ lực lượng chức năng. Hạn chế uống rượu, không để mình bị ép rượu và không ép rượu người khác, đó là cách hữu hiệu nhất để tránh uống phải rượu độc. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin rất là thiết thực của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duệ trong chương trình ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.